em xin trân trọng giới thiệu uh, phó giáo sư tiến sĩ lê thị tuyết lan báo cáo chủ đề cập nhật chẩn đoán và điều trị hen ạ xin trân trọng kính mời cô ạ À, kính thưa thầy Đinh Xuân Anh Tuấn và tất cả các đại biểu. À, hôm nay tôi xin được trình bày về cập nhật chẩn đoán hen, chẩn đoán và điều trị hen. À, trước hết thì đằng nào cũng phải sử dụng GINA à, bởi vì đây là một cái hướng dẫn à, toàn cầu và trong các cái hội nghị lớn ATS, ERS thì nói tới hen là nói tới GINA. À, việc đầu tiên hết là trong GINA 2024 thì à, cho phép À, sử dụng lưu lượng định ký. Nếu mà chúng ta không có hô hấp ký, à, bởi vì không tiếp cận được hoặc là không tiếp cận à, kịp thời. Như thế thì các bạn có thể sử dụng à, lưu lượng định kế. thì chúng ta có hai kiểu là một là cơ học và hai là điện tử. À, nhưng mà thường thường thì người ta chê cái cơ học, à, nó khoảng chừng 170 trăm ngàn là tại vì bệnh nhân tự làm, tự đo. À, có thể không đo mà cũng viết vào hoặc là có thể à, sửa chữa các trị số. Cho nên nếu mà mình làm được bằng cái lưu lượng định kế điện tử thì nó khoảng 2 triệu. Thì nó nối với bác sĩ luôn. Thì bác sĩ có thể ghi nhận được và nó có thể vẽ được cái biểu đồ à, cho mình trong 2 tuần. Thì như vậy là cái lưu đồ của à, chẩn đoán hen của China 2024. Thì cái chỗ này là mới. Cho phép hô hấp ký hoặc là lưu lượng định kế đầu tiên thì chúng ta cũng phải hỏi bệnh sử, hỏi xem là bệnh nhân đã sử dụng ICS chưa và chúng ta sẽ sử dụng hoặc là à, lưu lượng đỉnh nhưng mà ưu tiên vẫn là hô hấp ký và phải khẳng định sau này để bằng hô hấp ký và nếu tất cả là đều phù hợp thì chúng ta sẽ điều trị như hen à, nếu mà có những cái tình trạng cấp tính thì chúng ta phải điều trị như đợt cấp à, hoặc là chúng ta điều trị theo những cái chẩn đoán khác. À, về tiêu chuẩn để chẩn đoán hen lần đầu thì tất cả các bác sĩ đều biết rồi chúng ta phải có bệnh sử các triệu chứng hô hấp thay đổi cái chữ thay đổi là cái chữ quan trọng ở trong hen à, xác định giới hạn luồng khí thở ra cũng thay đổi luôn thì bằng thuốc giãn phế quản bằng hô hấp ký thì chúng ta có FEV1 hoặc là FEVC tăng 12% và 200ml. Mà nếu mà 15% và 400ml thì lại càng chắc chắn À, các bạn cũng nhớ cái này cũng là một trong những cái tiêu chuẩn của CPD và hen tức là ICO hồi xưa nếu mà không có hốp ký thì chúng ta sẽ dùng PF tăng 20% sau khi đo 2 tuần nhưng mà đối với trẻ em thì FEV1 chỉ cần 12% thôi không có trị số về thể tích và PF tăng 15% về xác định giới hạn luồng khí thở ra thay đổi thì chúng ta đo bằng lưu lượng định kế trong 2 tuần Người lớn thì dao động PF trong ngày lớn hơn 10%, trẻ em 13%. Một cách thứ hai để mà chúng ta xác định sự dao động là chúng ta có thể điều trị sau 4 tuần. Và nếu mà chúng ta thấy có đáp ứng của PF fvv 1 hoặc FVC thì chúng ta cũng xác định là có giới hạn luồng khí thở ra thay đổi hoặc là dao động nhiều giữa các lần khám với nhau. Về ERS và ATS 2021 thì họ dựa trên cái đề nghị của GLI, Global Lung Function Initiative. Họ đề nghị là chúng ta sẽ dùng cái phần trăm của trị số sau dự đoán, à, sau thử thuốc, trừ cho cái phần trăm so với trị số dự đoán trước thử thuốc lớn hơn 10%, thì chúng ta coi như là test giãn phê quản dương tính. À, nhưng mà GNA năm ngoái là không chấp nhận và Gina năm nay à, nói trong hội nghị ATS 2024 cũng chưa chấp nhận và họ còn đưa ra những cái chứng cứ là tiêu chuẩn cũ thì tốt hơn là tiêu chuẩn mới. À, cho nên à, xin quý vị nếu quý vị muốn áp dụng cái tiêu chuẩn mới thì quý vị cũng nên so sánh lại với tiêu chuẩn cũ, tại vì Gina chứng minh là tiêu chuẩn cũ thì nhạy hơn. À, Gina phần cập nhật hôm nay thì nói về hen dặn ho. Thì hồi nãy bác sĩ Thu Phương cũng nói là bệnh nhân À, ILD chỉ có ho ban đầu thì um, hen mà điển hình thì ho khó khè khó thở nhưng mà chúng ta sẽ gặp một số bệnh nhân uh, chúng tôi tổng kết khoảng chừng 10% là chỉ có ho đơn thuần và chúng ta lại không thấy được cái sự giới hạn luồng khí trừ khi làm test kích thích phế quản nhưng mà ở việt nam thì gần như là chúng ta không làm cái test này nhưng mà sau này thì sẽ có khò khè và có test giảm phế quản dương tính và vì hen dạng ho là hen cho nên chúng ta vẫn sử dụng với inhale corticosteroid. À, chúng tôi rất là mong các bác sĩ chúng ta sẽ nói chuyện với các bác sĩ đồng nghiệp của mình trong tai mũi họng vì hầu hết các bệnh nhân hen dạng ho này nằm trong tay tai mũi họng à, nó sẽ đưa tới những cái biến chứng nguy hiểm thứ nhất là có thể để lâu 25 năm đi theo bác sĩ tai mũi họng à, vì hen dạng ho mà không biết thì có thể đưa tới tắc nghẽn luồng những khí cố định À, tôi lại gặp những trường hợp rất là kinh khủng tức là thai phụ lâm bồn lên cơn hen thì mới biết mình là hen dặn ho hoặc là vào cấp cứu thì mới biết mình là hen thì xin quý vị lưu ý với các bác sĩ tai mũi họng tại vì hen dặn ho nằm trong tay của bác sĩ tai mũi họng là chính về đánh giá kiểm soát hen thì mặc dầu là cái bản kiểm soát hen của Gina là trong 4 tuần thôi nhưng mà dĩ nhiên 4 tuần là không đủ nhưng mà nếu mình hỏi dài hơn á, thì mình lại dễ cái sai lầm khi nhớ lại. Cho nên bây giờ trước mắt là mình vẫn sử dụng cái kiểm soát hen trong 4 tuần vừa qua. Và chúng ta nhớ là Gina lúc nào cũng nhắc chúng ta là có hai phần. Một phần là kiểm soát triệu chứng hen hiện tại và các yếu tố nguy cơ trong tương lai. Tức là có đợt kịch phát không, có bị giảm nhanh chức năng phổi không, và có bị tác dụng phụ của thuốc hay không, tức là nói chung đánh giá kiểm soát hen một cách toàn diện ở thời điểm hiện tại và những nguy cơ trong tương lai. À, trong Gina 2024 cũng giống như trong cái hội nghị ATS vừa qua thì Gina nhấn mạnh về cái việc kiểm soát dài hạn. Tức là làm sao chúng ta sẽ kiểm soát được dài hạn các triệu chứng cho bệnh nhân hiện tại và cả các yếu tố trong tương lai và cũng nói rõ cái mục đích điều trị, tại vì nhiều khi giữa bệnh nhân và cái ngành y của mình thì nó không phù hợp. Và cũng một điểm cũng được nhấn mạnh trong GINA 2024 cũng như trong ATS là sự thoái lui của bệnh hen. thì thật sự ra tôi nghĩ là các bác sĩ của mình đều gặp hết, nhưng mình không biết gọi nó là thoái lui. thì có hai kiểu thoái lui trên lâm sàng tức là bệnh nhân không có triệu chứng, không có đợt kịch phát trong một khoảng thời gian cụ thể. Chúng ta gặp rất là nhiều, hoặc là thói lui trong sinh lý bệnh, hoặc là hoàn toàn. Tức là chúng ta có làm chức năng hô hấp, có đáp ứng đường dẫn khí, hoặc là các cái mặt cơ viêm. Và người ta đặc biệt chú ý tới thói lui bệnh hen trên những bệnh nhân hen nặng là tại vì thuốc men quá là mắc và các tác dụng phụ cũng nhiều. Thì nó có cái thói lui sau điều trị hoặc là thói lui đang điều trị và cái khái niệm mà thoái lui trên lâm sàng khi đang điều trị thì phù hợp với cái mục tiêu xử trí hen dài hạn của Gina để đạt được các kết cục hen dài hạn tốt nhất có thể và Gina khuyến khích chúng ta nghiên cứu về cái lĩnh vực này thì tôi nghĩ chúng ta có một cái ưu điểm là chúng ta có rất rất nhiều bệnh nhân chúng ta có những bệnh nhân đã thói lui bệnh hen thường là chúng tôi nghe là tôi bị từ nhỏ nhưng tới lúc dậy thì thì tôi hết à, sau này thì có thai thì tôi bị lại. những cái khoảng thói lui như vậy thì chúng ta thấy rất là nhiều và rất là đa dạng. Thì xin mời các bác sĩ chúng ta tiến hành những cái nghiên cứu về thói lui bệnh hen. Về cái yếu tố tiên lượng về thói lui bệnh hen ở trẻ em ở độ tuổi đi học thì những bé nào mà có đợt triệu chứng ít, nhẹ, chức năng phổi tốt, cải thiện tốt, ít tăng phản ứng phế quản thì sẽ có khả năng thói lui về hen nhiều hơn. Nhưng mà phải nói với bệnh nhân rằng là chỉ thói lui chứ không chữa dứt. Tới thời điểm này chúng ta phải nói với bệnh nhân rằng là chưa có phương pháp nào chữa dứt bệnh hen. Chúng ta phân biệt giữa treatable và curable. Chúng ta điều trị được nhưng mà chúng ta chưa chữa chữa dứt được. Cho nên những cái bệnh nhân đã thói lui rồi thì sẽ trở lại. Cho nên không nên ngừng thuốc hen. Thì đây là một cái khuyến cáo hết sức là quan trọng. Nhưng mà trẻ em nào mà có hen thói lui á, thì sau này thì lại tăng nguy cơ suy giảm chức năng phổi nhanh hơn ở tuổi trưởng thành. Thì cái này nó hơi nghịch lý một chút. Và cái việc thói lui này cũng có hiệp đồng với việc hút thuốc. Những người nào hút thuốc thì sẽ bị tắc nghẽn luồng khí dai dẳng. Nhưng mà ít hơn là cái người bị hen dai dẳng. Hen thói lui ở người lớn mình cũng vẫn thấy và về mặt lâm sàng hay thói lui hoàn toàn đều có thể xảy ra. Người ta thấy có khoảng 16% bệnh nhân bị hen ở tuổi trưởng thành có hen thối lui ở lâm sàng trong 5 năm. Nhưng mà vẫn còn tình trạng tăng phản ứng đường dẫn khí và viêm đường dẫn khí ở hầu hết bệnh nhân này. Thì chúng tôi thường làm cái FGNO và thấy là mặc dầu là triệu chứng không có nhưng mà FGNO vẫn cao. Hoặc là đôi khi có tắc nghẽn đường dẫn khí mà bệnh nhân không nhận biết được. Về phát đồ điều trị trong Gina 2024 thì cơ bản là không thay đổi. Gina vẫn cho rằng là cái track 1 này là ưu tiên. Là bởi vì là giảm cái nguy cơ của đợt kịch phát tốt hơn và tiện lợi hơn. Tức là bệnh nhân chỉ dùng có một bình thuốc vừa ngừa cơn vừa cắt cơn. Và các bác sĩ tăng bật hay giảm bật thì cũng chỉ có một hộp thuốc. Như thế thì gọn hơn, dễ hướng dẫn hơn, tránh sự nhầm lẫn. Và liều 2, cách 2 thì... Gina nói hai cách này thì luôn luôn được trình bày song song và các bác sĩ có thể chuyển qua chuyển lại theo ý muốn nhưng mà nếu mà dùng track hai thì phải bảo đảm là bệnh nhân là phải tuân thủ tại vì rất là sợ bệnh nhân chỉ dùng thuốc cắt gân về bậc ba về cái nhóm ba này thì là Gina cho rằng là cái chỉ định rất là giới hạn là bởi vì họ không có đầy đủ chứng cứ về cái hiệu quả hoặc là về an toàn. À, cho nên quý vị nhớ là Montelukast thì lúc nào cũng yếu hơn ICS và ICS phải là cái điều trị cơ bản ở tất cả các bậc của hen. Thì nhân đây cho tôi cũng xin được nói thêm một chút là nếu quý vị nhìn trên cái sơ đồ này, điều trị hen trong giai đoạn ổn định, bệnh nhân không có bội nhiễm thì chúng ta không có kháng sinh. Chúng ta không có prednisone và chúng ta không có thuốc giãn phế quản dạng uống. Và cái corticoid dạng uống thì quý vị thấy là nó nằm ở bậc 5 và nhóm thứ ba Cho nên xin quý vị cẩn thận về prednisone, về corticoid, về thuốc giãn phế quản dạng uống thì không có nằm trong hướng dẫn này. Thì đối với cái phát đồ này thì hầu hết tất cả các hướng dẫn khác đều đồng thuận từ bậc 3 trở lên. Nhưng mà ở bậc 1, bậc 2 thì Gina khuyến cáo là dùng khi cần, chỉ dùng khi cần. As you need it only. Thì cái phần này là phần tranh cãi. Và năm 2019 khi mà được họp với Gina trước khi mà phát hành, cái phần này as you need it only thì tôi đã phản đối. Tôi nói là nếu mình giao cho bệnh nhân sử dụng khi cần thì sẽ rất nguy hiểm tại vì sẽ có những bệnh nhân không nhận biết được hoặc là có những bệnh nhân lại cảm nhận quá mức. Nhưng mà đó là cái ý của mình thôi. Thì cũng rất là may vào năm 2020 thì gần như là ngay lập tức National Asthma Education and Prevention Program của Mỹ đã nói rằng nếu bệnh nhân hen từ 12 tuổi trở lên có nhận thức dưới mức hoặc quá mức với triệu chứng thì có thể không phù hợp với liệu pháp ICS khi cần. Cho nên họ sẽ đề nghị là dùng ICS hàng ngày. Về các cái hướng dẫn của Nhật Bản cũng như vậy. Ở bậc 1 cũng dùng ICS hàng ngày. Họ cho rằng là cho khi cần thì có thể thúc đẩy việc tuân thủ điều trị kém với những thuốc dùng duy trì cũng như dẫn đến việc sử dụng quá mức hoặc là có thể dưới mức. Về Singapore cũng như vậy, Bậc 1 và bậc 2 họ cũng đề nghị dùng ICS liều thấp là bởi vì cái cách tiếp cận này có thể hạn chế được việc đạt được việc mục tiêu quản lý bệnh hen và điều chỉnh sang trị liệu hàng ngày sẽ khó khăn hơn nếu mà chúng ta cho bệnh nhân dùng khi cần. Và của GMA của Tây Ban Nha cũng như vậy, cũng đề nghị dùng liều thấp ICS ở các bậc hen thấp thay vì dùng khi cần. Thì trước những cái phản ứng như vậy sau 5 năm 2024 Gina điều chỉnh và như thế thì đã có cái điều chỉnh của trong Gina 2024 là ở cái track 1 thì những cái người mà à, chúng ta tính là bậc 1, bậc 2 dùng khi cần thì những người này chúng ta không cho dùng khi cần mà chúng ta sẽ cho họ dùng bậc 3 tức là dùng ICS liều thấp như cũng với icf hoặc thứ nhất là người nào có triệu chứng mỗi ngày đang hút thuốc những người có chức năng phổi thắt những người mới có đợt cấp hoặc bệnh sử với đợt cấp đe dọa tính mạng điểm thứ tư đây là cái điểm mà chúng tôi đã phản đối ngay từ đầu những bệnh nhân cảm nhận kém đối với tình trạng co thắt phế quản chúng ta nhớ là uh, giáo sư peter bạc và chính giáo sư helen đã làm một cái nghiên cứu và cho thấy là 25% bệnh nhân hen cảm nhận kém với tình trạng co thắt. 15% bệnh nhân hen cảm nhận quá mức với tình trạng co thắt phế quản. Và nguy hiểm là 25% đó thì thường là nam giới và như thế có thể dẫn tới tử vong do những cơn hen. 15% kia thì tôi thấy là thường là nữ giới lo lắng thái quá. Như thế thì có tới 40% bệnh nhân cảm nhận kém đối với tình trạng co thắt phế quản và sẽ nguy hiểm nếu chúng ta dùng khi cần. Cái thứ năm là đáp ứng phế quản tăng mạnh. Thì cái này bác sĩ chúng ta không biết được. Các bạn phải làm test kích thích và cái test là gần như không làm tại Việt Nam. Cái thứ sáu là đang phơi nhiễm với tác nhân kích thích dị ứng theo mùa. Thế thì như thế là các bạn thấy là có sáu nhóm, thật sự là bảy nhóm phải tách ra cái nhóm đang hút thuốc là không được dùng khi cần. Và cái này là Gina nói, sau 5 năm lắng nghe những cái phản ứng của chuyên gia cũng giống như của các hội. Nhưng mà như thế thì Gina 2024 vẫn chia làm 3 kiểu điều trị. Và ICS hoặc motorol vừa ngừa cơn vừa cắt cơn vẫn là cách điều trị ưu tiên. Nhưng mà đã có sự điều chỉnh trong điều chỉnh cái việc uh, khi cần. Và công nhận là điều trị ICS hoặc khi cần thì không an toàn đối với 7 nhóm bệnh nhân chúng tôi vừa nêu. Nhưng vấn đề là bác sĩ có nhận ra được hay không? Bác sĩ có nhận ra được ai là không an toàn không? không nhận được, nhất là 40% bệnh nhân chúng ta không biết được. Vì như vậy thì theo chúng tôi cách tốt nhất vẫn là dùng ICS đều đặn cho những bệnh nhân nhẹ bậc 1, bậc 2. Thế nhưng mà cái điều đó là, là lập lại lặp lại cái điều vào năm 2019, bệnh nhân hen nhẹ không tuân thủ việc sử dụng ICS. Cho nên dẫn đến việc lạm dụng SABA. Và vì như vậy mà Gina đã bỏ ra 12 năm để chứng tỏ rằng là dùng SABA đơn độc là nguy hiểm và một biện pháp thay thế là ICS phọt khi cần. Nhưng mà chúng ta lại thấy ngược lại, chúng ta lại có một số bệnh nhân hơn 40% bệnh nhân sẽ nguy hiểm khi dùng khi cần. Như vậy đó, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi giải quyết như thế nào? Chúng tôi thấy là cái việc mà cái nguyên nhân mà lạm dụng SABE đó là bởi vì bệnh nhân hen nhẹ không muốn dùng ICS mỗi ngày. Tất cả các bác sĩ chúng ta đều nghe câu là bác sĩ ơi, khi nào ngừng được cái thuốc này? Khi nào giảm được cái thuốc này? cái corticoid này nó ảnh hưởng như thế nào nó có làm cho con tôi chậm phát triển không nó có gây những tác dụng phụ hay không cho nên khi mà họ xuống 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 bậc tới bậc 1 thì rất khó khoát là câu hỏi là ngừng được chưa thế thì bệnh nhân hen nhẹ muốn gì không dùng thuốc ICS mỗi ngày thứ hai là muốn giảm liều ít ra là phải giảm liều để đừng bị tác dụng phụ để ít tốn tiền hơn nhưng mà muốn gì nữa Muốn thuốc có tác dụng ngay Muốn đừng có triệu chứng Muốn không bị lên cân hè Đó là tất cả những ý muốn của bệnh nhân hèn nhẹ Mà tôi nghĩ tất cả các bác sĩ ở đây Đều đồng thuận với chúng tôi Thế thì giải quyết như thế nào Không dùng thuốc ICS mỗi ngày Thì chúng ta sẽ dùng ngắt quản Đều đặn Thì rất là may các bạn mở trang 72 Của Gina 2024 Thì các bạn sẽ thấy là cái chữ đều đặn Có hai cách đều đặn có thể là dùng hàng ngày daily hoặc là dùng ngắt quãng regular intermittent hoặc là dùng theo ngắt quãng mà theo cái lịch trình tức là regularly scheduled basis cái này Gina cho phép thế như thế muốn giảm liều ICS thì như thế nào chúng ta sẽ giảm nửa liều ICS mỗi 3 tháng thì cái này cũng là quy định cũng là khuyến cáo của Gina thế thì bây giờ nhẹ rồi chỉ còn có một nhát thôi giảm như thế nào thì tôi cũng rất là mừng là thầy ngọc thầy nhung đồng ý với chúng tôi chúng ta giảm cách ngay regular intermittent và như thế thì chúng ta sẽ giảm các bạn có thể dùng ics hoặc là ics labe một nhát cách ngày sau đó một nhát cách hai ngày chúng tôi thường nói bệnh nhân là thứ tư chủ nhật ba tháng sau thì chỉ còn có một nhát vào ngày chủ nhật Đối với thuốc mà có tác dụng ngay thì ICS, formoterol vẫn đáp ứng được cái điều đó. Và cái thuốc cắt cơn của mình là saba hoặc mai mốt chúng ta có saba cộng ICS là albuterol cộng với budesonide cũng sẽ có tác dụng ngay. Và nếu bệnh nhân của chúng ta tuân thủ cái việc dùng ICS ngắt quản, bởi vì phù hợp với ý thích của họ thì họ sẽ không có triệu chứng, họ sẽ không bị cơn hen. Và vì được giảm liều như vậy cho nên bệnh nhân hài lòng. Bệnh nhân tuân thủ phát đồ điều trị có ICS. Bệnh nhân không triệu chứng, không cơn hen cho nên không dùng sa bà. Cái tiêu chuẩn của chúng tôi là sau 4 tuần hoặc là lâu nhất là 8 tuần, các bác sĩ chúng tôi phải nghe được cái câu là cảm ơn bác sĩ sau khi được bác sĩ điều trị tôi không còn triệu chứng tôi không lên cơn hen tôi không dùng thuốc cắt cơn cái bình Vantolin đó chúng tôi mua là hết hạn chúng tôi mới mua lại chứ chúng tôi không dùng các bạn phải nghe cái câu đó thì các bạn mới thành công thế thì sau khi mà thực hiện cái ý tưởng này thì chúng tôi rất là làm phấn khởi là bởi vì bệnh nhân không triệu chứng không cân hen không lạm dụng sa ba như thế thì chúng tôi giải quyết được cái vấn đề lạm dụng sa ba một cách căn cơ đó là bệnh nhân hen không thích dùng thuốc ICS mỗi ngày. Như thế thì cách giải quyết của chúng tôi đã quan tâm đến sự thỏa mãn của bệnh nhân, nhưng mà điều quan trọng là vẫn giữ được nguyên tắc cốt lõi của điều trị hen, tức là chúng ta phải duy trì thuốc kiểm soát hen, bệnh nhân phải có ICS. Thứ hai là chúng ta cũng theo nguyên tắc là tiêm liều ICS thấp nhất mà hiệu quả bằng cách thử giảm ICS hoặc là ICS la ba và dưới sự kiểm soát của bác sĩ. Tức là rất cá thể hóa. Gina vẫn dặn chúng ta là hạ liều là thử giảm, giảm liều là thử giảm. Cho nên luôn luôn dặn bệnh nhân nếu bắt xuống mà không được thì trở về liều cũ. Cho nên rất là cá thể hóa. Và như thế thì được một điểm lớn là an toàn cho tất cả bệnh nhân. Tất cả các bệnh nhân đều có ICS và một cái điểm nữa là người ta nói rằng là các bạn mà giao cho bệnh nhân dùng khi cần là các bạn đổ trách nhiệm điều trị lên cho bệnh nhân. Chúng ta là bác sĩ, chúng ta phải hướng dẫn bệnh nhân điều trị. Bởi vì bệnh nhân không cảm nhận đúng sự nghẽn tắc của đường dẫn khí và bệnh nhân luôn luôn đánh giá cao hơn cái sự kiểm soát của mình. Cho nên với những cái điểm như thế này thì chúng tôi rất lấy là làm tự tin và dưới sự giúp đỡ của giáo sư Ninh Xuân Anh Tuấn, chúng tôi đã gửi được một cái bài gửi lên báo để mà đăng về cái việc hạ liều ở trong những bệnh nhân hen nhẹ. Đây là một cái kinh nghiệm của UMC của bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Thì chúng ta thấy rằng là bệnh nhân của mình là nghèo cho nên không phải đến với mình ở bậc 1, bậc 2 mà thường thường là ở bậc 4. Cho nên sau một thời gian bậc 4 chúng ta xuống bậc 3, xuống bậc 2, xuống bậc 1. Và các bạn nhớ là chúng tôi lúc nào cũng có một cái khâu đi ngược trở lại. Nếu không được thì trở về liều cũ, nếu không được thì trở về liều cũ. Và khi mà xuống bậc 1 thì bệnh nhân chỉ còn một nhát ICS tặng với Saba hoặc là tiện hơn thì ICS hoặc Moterol. Sau đó một nhát cách ngày, một nhát cách hai ngày, một tuần một nhát một tuần một nhát trong ba tháng mà tốt thì chúng tôi sẽ kiểm tra bằng x-quang, bằng hô hấp ký, bằng dao động xung ký, bằng SCNO để cho bệnh nhân đi một năm một lần mới quay trở lại. Khi mà chúng tôi đưa cái phát đồ này ra, tất cả các bệnh nhân hen suyễn đều vui mừng rằng là họ sẽ được điều trị một cách rất nhẹ nhàng và kiểm soát hen dài hạn như là Gina mong muốn. Thế thì kết quả là gì? Trong 112 ca thì có 7 ca bị kịch phát trở lại. Thì tỷ lệ như vậy là 0,063 bệnh nhân một năm. Nhưng mà thật ra là vẫn còn thấp so với tỷ lệ ước tính kịch phát của bệnh nhân nhẹ là 0,12 cho đến 0,77 bệnh nhân mỗi một năm của nhà nghiên cứu Dusser. Và về cái hô hấp ký thì tất cả các chỉ số fev 1 và PF sau 3 tháng à, sau 6 tháng, sau 9 tháng, sau 1 năm thì là đều đạt rất là tốt, khoảng 8 90%. Về mặt kiểm soát hen thì là kiểm soát theo Gene hay là kiểm soát theo kiểu của ACT thì là đều kiểm soát tốt. Và cái hiệu quả là gì? là bệnh nhân không cần sử dụng thuốc cắt cơ bởi vì đã có ics đều đặn ngắt quãng và vấn đề lạm dụng sa ba bệnh nhân hen nhẹ như thế là đã được giải quyết một cách căng cơ hiệu quả và quan trọng nhất là an toàn an toàn hơn là cái kiểu khi cần rất là nhiều và vẫn tuân thủ các nguyên tắc cốt lõi của việc xử tri hèn phải sử dụng ics và tiêm liều ics thấp nhất và vẫn hiệu quả cho từng cá thể, cho từng bệnh nhân. Và bảo đảm là bệnh nhân mình không ngừng ICS bởi vì ngừng ICS sẽ dẫn đến địch phát. Đó là chứng cứ E theo Gina. Như thế, đó là cái phần về hen nhẹ. Và mới đây thì chúng tôi cũng mới học được của giáo sư Bonini là cái tử vong của hen thì nó hình chữ U. Tức là cao ở hai bậc, bậc 1, bậc 2 và bậc 4, bậc 5. Như thế thì xin nhấn mạnh lại bệnh nhân hen nhẹ tử vong vẫn cao, xin quý vị cẩn thận. Xin tiếp về những vấn đề khác của Gina 2024 là Gina 2024 yêu cầu phải báo cáo với bệnh nhân, cha mẹ người chăm sóc về nguy cơ về tác dụng phụ về tâm thần kinh của leukotriene receptor antagonist. À, bệnh nhân có thể bị ác mộng, có thể các vấn đề về hành vi và trong vài trường hợp có ý định tự tử thì thật sự ra cái điều này không mới trong toa của singular là đã viết từ lâu rồi chẳng qua bác sĩ mình không đọc thôi kinh nghiệm của chúng tôi là chúng tôi sẽ hỏi nếu những trường hợp cần sử dụng thì sẽ hỏi là bệnh nhân có những bệnh lý gì về tâm thần kinh hay không nếu có thì sẽ không dùng và nếu cho dùng thì bốn tuần lễ sau buộc các bác sĩ phải hỏi có triệu chứng gì không thì có một ít thôi nhưng mà có ví dụ như là về tiêu hóa ví dụ như bị ác mộng, ví dụ như bị mất ngủ, thậm chí là trầm cảm. Cho nên là chúng ta sẽ dừng. Nhưng mà rất là may khi mà dừng thuốc thì chúng tôi không thấy cái bệnh lý đó kéo dài. À, Gina 2024 nhấn mạnh là liều cao ICS thì chỉ được dùng ngắn hạn. Chúng ta chỉ dùng tối đa là 6 tháng mà thôi, du cho ICS bởi vì vẫn có tác dụng phụ. Về corticoid dạng uống thì đây là một câu hết sức là quan trọng dù chỉ dùng 3 cho tới 5 đợt trong suốt cuộc đời cũng có thể gây tác dụng phụ. Thì cái điều mà đau lòng là tôi vẫn thấy là khi mà tôi mở những cái quyển sổ mà nhiều quyển sổ, nhất là của trẻ con thì thật sự ra tôi không đọc, tôi cũng có thể nói được, một là kháng sinh, hai là prednisone, ba là sanbutamol dạng uống, bốn là thuốc giãn thuốc long đàm và năm là vancolin cắt cơn. Thì rất rất mong các bác sĩ lưu ý không quýt dạng uống, không thuốc dạng phế quản, không kháng sinh trong những bệnh nhân hen ở giai đoạn ổn định. Về phát đồ điều trị hen thì trên cái phát đồ này không có gì thay đổi, nhưng mà trong text thì có những cái cập nhật về những thông tin mới và Gina hiện bây giờ là đang soạn thảo hen nặng ở bệnh nhân 6 tới 11 tuổi. Bệnh nhân 5 tuổi và nhỏ hơn thì chỉ xin lưu ý là 5 tuổi và nhỏ hơn chúng ta không dùng la ba Xin các bác sĩ không dùng la cho các bác bệnh nhân ở nhóm tuổi này. Chỉ dùng ICS đơn thuần. Về liều ICS thì mặc dầu là Gina có viết ra các cái loại ICS và nhẹ nặng và trung bình. Nhưng mà họ nói rằng là không có nghĩa là cùng một độ mạnh. Cho nên khi chúng ta chuyển một cái liều trung bình từ một loại ICS này qua liều trung bình của một loại ICS khác thì có thể làm tăng hoặc là giảm độ nặng. Cho nên là phải theo dõi cẩn thận bởi vì bệnh nhân có thể bị mất ổn định hoặc là có thể bị tăng nguy cơ do tác dụng phụ. Về chọn lựa dụng cụ hít thì chúng tôi cũng ghi lại để nhấn mạnh rằng là cái ưu tiên vẫn là bình xịt định liều chứ không phải là máy phun khí dung. Xin các bác sĩ ưu tiên bình xịt định liều để bệnh nhân có thể cầm bình xịt định liều và cái bình Vanadolin hoặc là cái bình uh, Budesonide phormoterone để đi các nơi để các em đi học, để các em đến trường. Chứ mà các bạn cho bệnh nhân ngay từ đầu một cái máy phun khí dung thì không tiện lợi cho cái việc cấp cứu. Chỉ có những cái trường hợp nào mà không được thì các bạn mới dùng dụng cụ thay thế là máy phun khí dung. Mà thôi, từ 4 đến 5 tuổi thì sẽ dùng bình xịt định liều có ống ngậm. Còn 3 tuổi thì chúng ta sẽ dùng mask. Về cái bộ ba LamA ICS và LamA thì nó sẽ được chúng ta đã có những bộ ba với mục đích giảm các đợt kịch phát cần corticoid nhận uống nhưng mà chỉ được dùng cho bệnh nhân có bệnh sử kịch phát hen năm trước. Và mặc dù chúng ta đã có bộ ba hai loại bộ ba tại Việt Nam nhưng mà hiện nay là vẫn chưa có chỉ định hen phế quản ở Việt Nam cho cái bộ ba này. Và những cái tiến triển mới trong điều trị hen thì là nhằm vào cái nhóm TH2 với mục đích cập nhật để làm giảm hoặc là ngừng được corticoid thì chúng ta có những cái tiến bộ rất là quan trọng thì chúng ta nhớ là ở đây chúng ta có cái omalizumab là những loại thuốc đầu tiên nhất sau đó thì chúng ta tiếp có dupilumab, benralizumab, mepolizumab, reslizumab và cái mới nhất cái map mà quan trọng nhất là tsl anti tslp tzp lumac anti Stromal stromolampovoietin và hy vọng là sẽ có ở việt nam thì đây là một cái thuốc kháng thể đơn dòng quan trọng là tại vì các bạn thấy là nó đứng ở đầu của cái chuỗi viêm cho nên là nó sẽ ảnh hưởng lên rất nhiều các cái đường viêm và đã được chứng minh là rất là tốt cho những bệnh nhân viêm kiểu TH2 và rất nhiều cái chỉ định mới đang được nghiên cứu cho anti TSLP tzp lumat. Thì những cái nhóm này, những cái nhóm cái hóa chất trung gian interleukin quan trọng này thì nó nằm ở đầu nguồn và được đặt tên chung là alarmin. Thì ngoài cái TSLP thì hiện bây giờ là đã nghiên cứu thành công cái chống interleukin bằng bạc thì như thế là đối với hen nặng hoặc là hen không phải TH2 thì hy vọng trong thời gian tới chúng ta sẽ có những loại thuốc chỉ sợ là các cái loại này thì nó mắc tiền monoclonal antibody. Điều trị miễn dịch với dị nguyên thì ở Việt Nam mình vẫn chưa làm. Như là tôi đi qua Thái Lan thì tôi đã thấy là họ dùng rồi thì rất là mong mình cũng sẽ có cơ hội để mà đưa về được các cái thuốc điều trị đặc biệt là thuốc dưới lưỡi à, cho bệnh nhân. Nhưng mà chỉ nhớ là điều trị khi bệnh nhân triệu chứng và đợt kịch phát đã được kiểm soát mà thôi. Phục hồi chức năng cho bệnh nhân hen thì có lẽ chúng ta ít để ý tới. Nhưng mà những bệnh nhân nào có tắc nghẽn luồng khí dai dẫn thì xin các bạn chú ý. Về FENO thì mặc dầu là có rất là nhiều nghiên cứu. Nhưng mà Gina vẫn nói rằng là dùng FENO để hướng dẫn sự trí hen ở thai phụ thì không thấy không thấy giảm đợt kịch pha hay là các kết cục chu sinh nào so với cách chăm sóc thông thường. Cho nên Gina lúc nào cũng rất là dè dạt với FENO và kết luận là vai trò của fno trong thực hành lâm sàng là giúp quyết định điều trị ở bệnh nhân hen nặng mà thôi. Về chích ngừa thì trước đây Gina chỉ hướng dẫn chích ngừa ăn về cúm Nhưng mà năm nay thì cho thêm RSV Thì hy vọng thuốc này cũng sẽ về tới Việt Nam Và phế cầu Và bây giờ tốt nhất, một cái câu rộng rãi nhất Là tuân theo lịch tiêm chủng của địa phương Về phế cầu, về ho gà, RSV, COVID Và gần đây là bạch thầu Thì cũng nhân tiện đây cũng nhắc lại Bạch thầu sẽ lập lại mỗi 10 năm cho kể cả người lớn về đợt cấp hiên thì Gina luôn nhấn mạnh là việc giảm thiểu dùng oron corticosteroid corticoid dạng uống ngăn ngừa tác dụng phụ nhưng mà vẫn thiết yếu ở trong đợt cấp và nên chuyển chuyên gia và có những cái cập nhật mới về dexamethasone thì xin mời các bác sĩ sẽ đọc kỹ ở trong Gina 2024 thì đó là tất cả những cái điều mà tôi trích dẫn từ Gina 2024. Nhưng mà để cho tất cả các bác sĩ chúng ta có cái nhìn rộng hơn, có cái nhìn đa chiều hơn, thì chúng tôi xin phép giới thiệu một số cái quan điểm mới khác khác với Gina. Thì việc đầu tiên hết là cái nghiên, những cái nghiên cứu mô hình của giáo sư Dave Singh. Thì chắc thầy Tuấn cũng biết đây là một giáo sư đưa ra những cái ý kiến lúc nào cũng gây tranh luận. Thì ông đưa ra một cái nghiên cứu mô hình và dùng các cái chỉ số PKPD của thuốc về tỷ lệ tuân thủ điều trị và đưa ra hai cái kết cục mới là khả năng làm giảm phản ứng của phế quản và cái ức chế trục hạ đồi tuyến yên thường thận thì sẽ đánh giá cái hiệu quả điều trị theo cái hai cái tiêu chuẩn này thì kết quả là gì thì ở trục này là hiệu quả điều trị tức là làm giảm tính tăng phản ứng phế quản càng lên keo thì càng tốt trục này là tác hại ức chế trục hạ đồi tuyến yên càng đi xe thì càng xấu và sau khi những cái nghiên kết tổng kết nghiên cứu mô phỏng nghiên cứu lâm sàng nghiên cứu của mạc các kiểu thì cho thấy rằng là fluticasone và sanmeterol 250 microgram hai lần trong một ngày bệnh nhân tuân thủ 100% trăm hoặc là tuân thủ 85% thì được tốt nhất, hiệu quả nhất và an toàn nhất. Thì cái đây là một cái cách đánh giá mới, cao cấp hơn, sâu hơn Gina về tăng tính phế quản và ức chế trục hạ đồi tuyến nghiêng. Sâu hơn, thân cơ hơn, nhưng mà khó áp dụng hơn trên lâm sàng. Một cái nghiên cứu thứ hai là nghiên cứu Modeling Master 2 cũng sử dụng cái nghiên cứu mô hình và trên những bệnh nhân hen trung bình và nặng thì cái nghiên cứu này thì có một cái ưu điểm là nó sẽ xem xét tác động các đặc điểm hen ban đầu mô hình nghiên cứu dài hơn và được cái dự đoán của mô hình về cái việc đợt cấp dĩ nhiên là nó cũng có những hạn chế thì đây là những cái tham số mà mô hình master 2 đưa ra bệnh nhân hút thuốc lá không đổi mùa thì như thế nào giới tính, cai thuốc lá, kiểm soát hen, BMI và phần trăm của fev 1 Và họ đưa ra cái bản đồ nhiệt. Thì các bạn sẽ nhìn thấy nếu mà càng chuyển qua cái màu đỏ thì cái nguy cơ của một cái cơn hen cấp trong năm đầu tiên càng cao. Thì màu xanh thì ít và màu đỏ thì nhiều. Và chúng ta sẽ phân bậc nghiên cứu cụ thể của từng bệnh nhân. Ví dụ như chúng ta có một bệnh nhân nữ, à, có hút thuốc, à, có fev 1 rất là thấp, được 50%, và kiểm soát hen cũng rất là xấu, à, ACQ là 6. Thì à, chúng ta sẽ thấy là cái nguy cơ mà bị một cơn hen cấp trong một năm đầu tiên của một bệnh nhân sử dụng budesonide phòng là 0.6. Nhưng mà nếu mà sử dụng fluticasone salmeterol thì chỉ có 0.38. Và một cái hình ảnh chung là nữ thì nặng hơn là nam. Thế đó là một cái kết quả của cái master 2. Và sau đó thì họ phân tích cụ thể hơn thì trên một bệnh nhân kiểm soát chưa đầy đủ uh, hoặc là chưa kiểm soát tốt hoặc là kiểm soát tốt thì sử dụng fluticasone salmeterol thì đều làm giảm cái biến cố đợt cấp thấp hơn đợt cấp hơn so với Budesonide phòng ở tất cả bà nhóm à, Đối với SCV1 mươi à, dưới 50, 50, 80 trên 80 thì Fluticasone salmeterol cũng giảm được cái đợt cấp tốt hơn Budesonide phòng Những bệnh nhân đang hút thuốc hoặc là từng hút thuốc bệnh nhân béo phì hoặc là béo phì nặng thì sanmeteron và fluticasone thì đều làm giảm đợt cấp bảo vệ đợt cấp tốt hơn budesonide, hoặc moteron đó thì hai cái nghiên cứu này đều chứng minh là fluticasone sanmeteron mạnh hơn tốt hơn budesonide, hoặc tức là ngược lại với những cái ý kiến của Gina. Thế thì cái nghiên cứu mô hình này có đáng tin cậy hay không? thì thật sự ra là được đánh giá rất là cao nó nằm ở cái phần phía trên này tổng quan hệ thống và phân tích tổng hợp được fda và ima là cơ quan kiểm soát thuốc của âu châu công nhận và cao hơn cái nghiên cứu ngẫu nhiên có nhóm chứng thì đây là một cái nghiên cứu được công nhận thì khi mà đọc tất cả những cái tài liệu này rồi á, thì tôi gặp bà hela redo là người viết gina <laughs> và hỏi rằng là thế thì những cái kết quả này có làm thay đổi à, cái các kết luận của gina hay không thì bà bảo không gina là chờ rct xin lỗi gina là chờ nghiên cứu ngẫu nhiên có nhóm chứng trên người thế thì không biết là sau này thì các cái mô hình họ sẽ à, bổ sung thêm hoặc làm thêm hoặc làm nghiên cứu đời thực như thế nào đấy để mà có thể thuyết phục được Gina. Ngày Gina thì nói chung là các cái gai lai thì bao giờ cũng rất là bảo thủ. chúng ta sẽ chờ. Và cuối cùng thì theo cái hướng phát triển thì chúng ta thấy chúng ta đã điều trị hen bằng ICS, ICS là ba, ICS là ba la me. Chúng ta cho thêm các cái thuốc sinh học và bây giờ thì có thêm một cái là điều trị theo các hình Hiểu mà các điều mà chúng ta có thể điều trị được. Treatable threats. Thế thì hết ra tất cả mọi thứ. Ví dụ như ở đây thì chúng ta có một cái là tắt nhãn đường dẫn khí. Nhưng mà thật sự ra đó, thì tôi vẫn không nghĩ rằng đây là một cái cách điều trị. Đằng nào chúng ta cắt nghẽn đường dẫn khí thì quý vị phải chẩn đoán trước chứ. Quý vị phải biết đây là hen hay là superdy hay là cái gì đó chứ. Chứ không thể nào mà bắt đầu vô mà chẩn đoán và điều trị mà chúng ta không biết căn cơ được. Cho nên đây là một cái hình ảnh cũng tốt, nhắc nhở các bác sĩ là đừng bỏ sót những cái điểm mà chúng ta có thể điều trị được. Nhưng mà không phải là cách điều trị căn cơ được. Thế thì kết luận. China 2024 đã cho phép các bác sĩ chọn lựa cách chẩn đoán hen, nếu không có hô hấp ký thì dùng lưu lượng đỉnh nhưng vẫn phải tiếp cận hô hấp ký. Thoái lui của bệnh hen có thể dạng lâm sàng hoặc hoàn toàn nhưng mà nhớ là không chữa dứt bệnh hen được phát đồ điều trị thay đổi quan trọng là chúng ta sẽ dùng mỗi ngày ICS hoặc Moterol liều thấp bậc 3 cho một số bệnh nhân đặc biệt là những bệnh nhân có cảm nhận kém với tình trạng có thắng phế quản chích ngừa thì tuân theo lịch của địa phương và như thế thì chúng ta thấy là có rất nhiều quan điểm khác nhau trong sự trí hen và phải cần nhiều nghiên cứu ngẫu nhiên có đối chứng nhiều trung tâm để tăng tính thuyết phục kể cả cái kinh nghiệm của chúng tôi ở đại học y dược rất là mong các bác sĩ cùng tham gia. Và như thế thì các bác sĩ đã được cung cấp những cái thông tin mà trong kiến thức của tôi đã có thể thu lượm được trong năm 2024 để các bác sĩ có đầy đủ thông tin và phán đoán và chọn lựa cách điều trị tốt nhất bởi vì thuốc tốt nhất là thuốc điều trị tốt nhất cho bệnh nhân cụ thể xin cảm ơn vâng anh xin trân trọng cảm ơn